Rồi chào ở nhà nha. Chào mọi người các con ơi. Các bạn bữa nay biết ba cha con mình đang đi làm gì không? Bữa nay đi mò dẹm cờ các bạn ơi. Tính ra lâu lắm rồi. Lực ơi, Lực à. Lực nhiều chuyện trong đó. Ngày nay ngủ trưa hay gì? Đó các bạn coi nè, cái sông cạn ịu luôn. Tụm gài nước nó rút cạn ghê hồn luôn á. Nên thấy ngon quá nên ba cha con mình quyết định bữa nay đi mò dẹm cờ rồi sao. Thì nói chung chỗ mình là dẹm cờ thì bao la luôn bạn ơi. Tại cách đây hơn nửa năm trước á, ba cha con mình cũng có mò. Trụ quá trời dẹm cờ luôn. Chỗ mình bảo đảm bạn luôn, bạn mò khoảng nửa tiếng, tiếng hồ thôi là ăn không hết. Dữ dằn lắm. Ồ, có cây cao thủ nào đặt lập cá bóng không? Còn mướp còn đó kìa. Dễ sợ chứ. Hai con mình bắt đầu từ trên đây nè, mò xuống. Mò xuống vừa tới nhà mình là vừa. Lúc trước nhớ là ba cho con mình mò trầu mê lắm bạn ơi, quá trời dẹm luôn, nằm ngư chứ. Mà hến thì ít nha. Chỗ mình giờ này dẹm cờ thì nhiều, mà hến thì ngược lại nó ít. Trời 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 trời. Cái bằng này lâu năm, góc bằng chà bá nợ luôn. Dằn lưới hả? Lưới mình nó dằn ở đây nó cũng mạnh đó. Mình coi mấy kìa, mấy ghế bằng nó mọc lên. Mới dính lưới rồi, gách lưới trời. Trời lúng dữ. Cái này mấy con cua nó bò nè, ngừ chưa mấy con còng á. Dấu chân, quá trời dấu chân. Hả? Có hến nè, giờ chờ. Ủa hay ta mới thôi mò xuống có hến rồi. Ba mình không bắt lịch gì kìa. Chỗ mình đa số giờ còn lịch thôi, hoặc mai thôi chứ cá chạch ít thôi. Ui con cá. Hả? Này có kiếm con cá luôn á. Đâu? Sảy rồi. Tào lao. Thì bóng chút con cá á. Thôi mò thử có không thôi. Rồi chút ba ông lặn mò phát một lỗ ù con hến nè mà. Ủa đây hến nhiều ghê ba. Hến bự bự không ạ? Trời ơi, mới chạy. Trộn con tép. Đó, hến nè, bành kia. Nghe hết. Rồi. Ủa nè, hến nhiều trời. Hai con nè. Thấy không? Sao dẫn cờ chưa đụng kỳ vậy? Khi mò dẫn cờ dính hến không hơi kỳ kỳ à. Bữa đó đi bắt hến dính dẫn cờ. Hôm bữa thì đi bắt hến thì dính trong cờ đây nè, hến nè. Ủa hến này ngự trơn như đây. Wow, mòn hến rồi. Thuốc đắng. Sao con chưa đụng con dẫm cờ nó kỹ vậy? Trời ơi, ba đắng bắt nhóc trơn thua ơi. Hả? U vàng. Tiền hến. Bự không rồi nha. Ở đây nữa nè. Cái này có cào hến giống như hồi đó. Trậu cào chắc mê lắm. Nước mấy con gà nó giật cạn kinh khủng luôn. Giờ còn đang chữ cạn. Trời có 12 cái ngục ai đặt đây trời. Cái giỡn bậy bạ ta chữ chết. Giỡn lên rồi chữ gì nữa. 12 cái ngục đặt. Bữa nay sao hến không ạ? Hôm bữa đi mò dẹm cờ, bữa nay mò chúng hến không luôn. Đâu nằm ngoài em ý cấp chứ đâu nằm đây. Hôm bữa đây đứng gần gần cũng có. Trời ơi, hến còn nằm đây. Hến bữa không ạ? Bữa nay thôi, bữa nay nó đi mò dẹm cờ thì mò chúng hến không ạ? À. Nhớ cái đây khoảng nửa năm trước là ba con mình đi mò, nói là đi mò hến mà ngược lại dính dẹm cờ. Lên nửa thao dẹm cờ á. Lúc đó mới mò xíu quá trời dẹm cờ luôn. Sao bữa nay ngược lại kỳ ta hến không trời? Hả? Khỏe hả? Khỏe ghê. Khỏe
Trước mà ba con nọ chút xíu vậy. Nguội một thao bự luôn. Hết bự không mẹ? Hết mà bự không, mới xíu không? Em mua 1 ký người quán hàng á. Nhưng mà hết chưa vớt nha. Mà giờ chưa đụng con giảm cỡ nào luôn á. Có gì con nào chưa? Ồ, đừng có giống cờ á. Anh mượn. Con này hơi nhỏ. Mẹ nó giống cờ. Con nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ quá thả. Nhỏ xíu à. Nhỏ quá thả. Ồ, ba không? Hến quá trời hến. Ăn hến rồi ngon hơn á. Hến này mập lù. Ra ngoài đây. Thử lặn hơi coi có ngoài ngoài có mà được, biết ra luôn. Đây người ta đặt 12 cái ngọt giả hòn luôn. Âm thẩm chiều trôi. Con hến nè. Công tình giữ được cái thao đó. Đây sân cạp nó cạp cái đưa. Mà gọi bùng á, hốc bụng bạn. Cái đáy xong rồi chỗ nó lắng lừ luôn trời. Trời ơi, nãy đứa trẻ lấy sợi dây cục vô cái hông tôi rồi. Ba mình cũng lặn thử hơi xuống ngoài coi có giậm cờ. Nè, giậm cờ nữa nè. Hả? Giậm cờ ngoài không có. Nè. Kìa mà nặng ba nó không có lặn kìa, ngất kìa. Để mình ra ngoài xử coi. Này họ mò xong rồi về cái khu định làm gì đó, xào mỡ cái gì, xào hành bạn. Đó, đừng con nữa bạn. Giậm cờ. Mấy cái dẹp này bao tử bạn nào mà cứng tốt rồi mới ăn được nha, trong hồi tao tháo gượt à. Đó, hai con. Ở chỗ này ở giống cỡ cũng nhiều nè. Con mới mò sơ sơ được 2-3 con rồi nè. Hết này mập lù, con nào lấy u. Cái này có hả bà? Có. Bà cũng nói ngoài cho... á. Nói ngoài đâu có nằm trong đó, nó nằm. Đó nhiều ghê nè. Để thôi quay thôi. Để lại. Cái chuyện cái thao nha, rớt mắt cái thao đó nha. Cái giò gơ đụng đụng nó bén bén thôi mà nó. Cái giò gơ là được rồi. Cái cụ điểm cờ chà bá lửa luôn. Thấy không? Nó dừng cái 12 cái ngục của ta. Có đi thấy mà. Ê, ở đây nhóc nè. Gà gà cái giò. Ủa gà mát nó trôi nè. Quá trời luôn. Đâu? Chỗ nào nhiều đâu? Nè đứng vô em nè. Lào. Thiệt, đang gấp nó lên nè, lấy cái giò gấp nó lên nè. Để tao lặn đây nè, chỗ này nhiều. Nè. Em gấp lên một con nhanh coi. Đây mình gấp được một con rồi nè. Giờ đụng luôn đi nhám luôn á. Thôn quá thôn quá, nó ở ngoài đây sao hả? Bữa hổm đi gần trong mé cũng có ha, bữa nay ra tới ngoài đây không? Không, nó lỡ đất á hai ơi. Lặn hết trơn rồi. Con này biết nói luôn á. Gì? Hai lặn cái con số gì nè hai? Cái gì? Chết rồi. Chết hả? Chết rồi. Này đạp giò gỡ nó lên luôn nè, khổ gần lặn luôn. Em đây em gỡ nó cũng lên nữa nè. Gỡ nhanh chạy. Đạp chúng. Ủa ba lặn rồi. Đi nhám giò dở lên luôn á. Ôi nhát. Trời quá xá rồi. Chạy thêm đi mà. Trời đất. Để con đứng đây mà còn chơi nữa. Ba con luôn nè. Hơi một ba con luôn. Đứng đây em gỡ cũng được. Nè, hơi ngoe không? Bốn con. Nước đang chảy quá trời. Bà đứng xích vô đi, nó chảy nhiều lắm. Là cái đống cây này nhiều. Ai vậy mẹ?
Nó đi đâu trời? Mẹ đâu mẹ? Mèo. Chó này nhiều ghê luôn Thu ơi. Đây. Tới đây, tới đây. Nó gần rồi, vô cây vậy. Nước nó trôi thiệt luôn á. Đầy quá trời ba. Nó ở đằng cái đống cây này. Ừ. Ba mình lặn nữa rồi. Nước quá nó cạn á, nó trôi quá trời trôi, đứng không vững luôn á. Ôi. Nước chảy quá chảy. Nó không bụi luôn rồi. Tháng này nhỏ nhỏ rồi. Dìm cờ. Mình ngồi xuống ngủ thế bà nội. Ta như này cũng chưa không đỡ. Đừng. Đây. Còn móc được một con nữa rồi. Nước chảy quá trời chảy. Thấy vô đây bộ mọt hến có lý hơn á. Tùm la cái này dạy nhóc trên nè. Lặn nhánh cây nè nè. Còn ngựa chưa ở đây. Nhịt lên tim nắng luôn kìa. Đã định là định cuối rồi. Hả? Đã định là định cuối rồi trời. À. Chẳng chẳng hưởng luôn mê. Cái này xà, xào mỡ, cuốn bánh chén, xào hành nữa. Chảy mồ hôi lưỡi chứ không phải chơi. Xào hành. Ăn nó thì tao ăn hến rồi. cái này hến á dưới đây nhóc nè, con đi đạp nè. Ây da, ây da, ở đây nè. Ở trong đây nhóc luôn nè. Mà gần mấy cây á. Ở trong đây cũng có nữa nè. Con quay của này nè, lại lại. Ở đứng trong đây cũng có nữa nè. Nè. Nè, hến hến nó đùi. Mê. Mít mít. Con. Bự bự không luôn. Ở gần nước cây mấy chén cây không nữa. Không cua là lát cho tròn lực. bắt con cua không quên tròn lực. Con mấy con cua nhiều khi xong cái con cũng bẻ mấy cái càng không bóc cho nó. Mẹ ngồi mò là hên dính cần xăng không? Gốc cây nè. Thôi hến nè. Thôi quá ngon, phải nói hến quá ngon luôn á. Con có to không à? Lúc trước nhà có cái cào đó, cào hết mê lắm. Bây giờ hết nó dùng ít hơn hồi đó nhiều. Một con dậm cờ. Đây, trong đây cũng có. Vậy ông mò trong đây nắm hết. À, này hến dậm cờ đầy đủ à. Hến ăn ngon. Hồi mới xíu bạn coi nè. Hến ăn ngon. Mê chưa? Rớt cái gỗ này chắc khóc luôn á. Mẹ mới chửi bành sát. Cái này hết nhiều nè, ngon. Mới mua hết nhiều cái. Hả? Mới mua hết nhiều cái. Hết vỏ hả? Ừ, hết bán 15, nhiều con á. 15-16 ngàn. Một ký mà anh vớt kìa đâu có nhiêu đâu, có 100 mấy gì. Mà hết ruột là 100 mấy ngàn, 100 ngàn, 100 mấy ngàn ký. Vỏ thì 15 nghìn ký, nhớ ra chắc được 100 này thấy bên cồn người ta bánh người ta cào quá trời luôn á, ta cào bằng máy mà. Giờ ta cào bằng máy không giống như mấy cái cào vậy đó. Cào mà cá là tép tôm vậy. 100 mấy thôi. Ừ. Trời tàu lớn ổng tới ổng lặn cái. Kìa ổng tới. Vô ba, nguyên cái ghe lớn tới mẹ vậy. Kìa ổng tới kìa. Cái này là cát. Ủa chạy ghê. Cái này nhánh ba gừa rồi bằng rồi nó ve ra quá trời. Ở đây quá trời luôn à. Ngư dân đây nè. Hẹn thu. Dẹm như hết đây nè. Nhóc chân luôn. Nó rỡ gần mấy cái bằng nè. Em mở hết lại. Nè, quay đi. Thu đi làm mấy chuyện tào lao mà đi. Nãy giờ mò ra được mấy con. Nhiều mà. Nói gì vậy?
ba không ra ăn nữa rồi. Tình trên trên quá trời. Cái gì dài dài được ba ơi. Cái này con đi trúng luôn á. Bị cấp. Sáng giờ chứ móc méo chứ. Méo ơi. Con. Cái này đi. Đi. Đi nó đụng đụng á. Thu có quay ông la tao luôn. Thu nó quay với trời không tào lao chứ. Nó mò. Nước trời quá trời trời. Đi quá trời đi. Ê, đây nè, đây nè ba. Ồ, ai cũng lặn hết trơn rồi. Trôi nhổng đít em hoài. Quá trời luôn. Anh hai anh trôi tới dưới luôn à. Nước chảy quá. Ba mình không nói á, nước nó chảy quá. Trời nhổng đít lên luôn. Nó, ai 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 ai. Trời. Ở đây nhiều quá nè. Trôi. Trôi ngồi coi chừng ông về tới dưới kia luôn á. Ồ, mình bành không? Lên đây, lên. Thiệt luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đi mà đụng nó đâm đau vợ luôn á. Thì nó nổi cái cực trợ lắm. Còn cũng méo rồi. Mà nước chảy quá. Nước chảy quá đang méo. Ê nước. Thu này lo tập trung quay đi quay. Toàn mò không quay trên trời không à. Ê nè được nè. Trời ơi biết méo được một con khó lắm không. Nè. Nước nó chảy hơi xiết. Đây. Đi từ từ về ba. Ba đang mò về à. Được một con nữa nè. Bên này nó chết chưa ta? Thấy nó cũng còn thịt nữa. Sống chết. Con thấy nó cũng còn thịt đó. Mà sao nó hả họng hoài à? Cái lú. Hả? Thử rồi các bạn. Đi thăm giùm tao không? Thăm giùm tao thôi. Coi thử. Ơi đi trúng quá trời luôn nè có. Cũng có hết trơn trời. Ủa. Thua đặt thì thua rồi. Đặt hoài coi lịch. Thua có. Dạ. Thiệt luôn á, đi trúng mà. Đi trúng quá trời luôn nè. Mà nước chảy hơi xiết. Đây được một con nữa. Trời ơi ba chứ. Áo mời bự. Ui dạ. Ngoài một con bự. Con bắt được một con nữa. Dạ. Đèn vô mát cho nó vô. Gỡ được một con. Thà muốn trôi đâu nó trôi. Trời. Xít xít vô đây mò chừng có hến bơi. Vậy trong đây nữa nè. Cái gì? Mò trúng cá hả? Hả cái bóng. Thiệt hả? Trời thiệt đó. Vậy chơi hay ngoài. Em thường em mò cái em bóng. Ê nó gớt nó xảy gì vậy. Thôi nhỏ thả đi. Yeah, được một con cá bóng. Anh hai nó thả đi. Ghê mò dính cá bóng luôn thấy ghê không? Thả nó đi vô. Trời kìa. Ê cái sao? Đây thao đâu. Ê à. Ồ vậy này bự bằng kia. Ê à.
kêu ba vô đây mò cũng có nè, ba lặn rồi. Đâu bỏ ra. Đây. Mê không, mê không? Thu này chừng đạp đầu không Thu? Không có đạp nha. Ủa, thấy không? Mọi người để ý đi, anh hai mình ổng lặn là ổng lên liền. Có ba mình lặn lâu chứ, ổng lặn là ổng lên liền không à. Chỗ này nhiều rồi. Đi gà dò nhóc chơi luôn. Ê. Ôi, cái này quá đứng trời cũng đó. Có nữa. Thôi vô mỏ. Vô mỏi đi, vô mỏ hết. Hết gì chứ? Nó ngon. Vô vô là mò được con hết nè. Hai con. Đó. Đi. Trời ơi, khúc này nhiều hến ghê á, nhiều hơn hồi nãy nữa. Ôi gớm. Trời ơi. Nhét túi. Hả? Nhiều hến nè, thiệt đó. Ngồi ngồi tại chỗ thôi anh cũng có nữa. Nè ba. Đẩy đẩy hồi úp cái thao chắc ngồi khóc luôn. Khóc tiếng miên luôn. Công sức của ba cho con nãy giờ đó. Ừ. Thì có trụ cá chạy chứ. Chụp chụp. Hứa. Dính nữa hả? Trời xảy rồi. Ở đây mò cũng hết rồi chứ, ngồi tại chỗ mò hết nhóc luôn nè. Rồi. Dạ. Mò hết bự bự không à? Hết ở trong bờ. Ba để ba dạo kìa. Để ba xúc kìa. Nè. Đó, em mới đụng con cá nữa nè. Này cá bóng nữa nhỏ nhỉ. Trời ơi, ngồi. Ngồi không mà ngồi gờ thấy hết nhóc luôn á. Nè. Ơi nhiều quá à. Thấy ham quá à. Ủa, gì em nè. Ngồi tại chỗ hết nhóc luôn á. Ồ, mới là khoảng 20 phút gì con à. Quá ồ. Trời à. Thành quả đây. Mới 20 phút. Để lại đặng coi ba đổ. Để lên đây. Để hến nhiều ghê. Ba không hớp. Ông hớp vô quá trời. Bóc bỏ vô nha. Bóc hả? Quạt gì nữa bác? Quạt đi. Nó có nhiều cái này quạt. Ở đây hến nhiều ghê ta. Hồi nãy em ngồi vô đó không mà cả đống luôn á. Ba không thích ăn hến á. Ngồi đây xíu nữa. Nè. Nè. Ngồi tại chỗ cũng có nữa nè. Ở khác bà này nè. Nhét bỏ vô túi. Trời ơi, một túi, túi em cũng nhiều lắm mà. Không phải chuyện đồ đâu nha. Nè. Con dẹm nữa nè. Thì một em dẹm nữa. Thả xuống hồ ơi. Ơ. Ổ này của mình. Cái ổ mình mới quậy. Sao đâu? Cái 12 cái ngục này vậy nó bén ghê ta. Nó cắt nó lấy kẽm một cục. À, nó sắc nó kìa, nó dắt lý đó. Đụng phát rồi, nó chỉnh cái chạy dò quá chạy hết luôn. Dạ. Hình như có cái mùi gì thơm thơm á. Dạ. Cái gà càng gì. Có cái mùi, có cái mùi thơm thơm á.
thua đi, bắt đầu lao vậy đó. Trời vẫn cờ rồi. Chỗ này kinh khủng luôn á. Đi mà đạp cũng đau dò luôn. Đóng rồi ơi. Cái gì? Trời chỗ này vẫn cờ đâu mà đi mà đâm cũng như cái đống chạy vậy bà. Trời ơi, con rè. Nó ngự chứ. Con rè trước nhà đây luôn. Trời ơi, bự. Quá trời luôn rồi. Ngồi lên đó. Ngồi lên nó xì luôn. Ách gì luôn. Xì mũi đó. Mò đi trong đây nhóc này mò lại tới bến mình. Hến ăn dư sức luôn. Bữa nay hến quá ngon, bự bự không luôn. Con nào con nấy xứng đáng. Chân trời đâu mà nó lú đầu lên ngư dân. Hên anh nó ở rồi, bóp bóp dưới đất nó đụng nó. Nhắc quá, hên trong đây con bóp rồi, nó là 5-6 con. Mới mò xíu xong rồi bạn, quá trời luôn bạn ơi. Giờ đang rửa sạch, đang dạo sơ cho nó sạch sẽ lại. Mưa tới luôn à, ghê chứ. Chà, mưa lầm gầm rồi. Điểm mưa đang thổi lùi, thổi lũi luôn rồi. Ồ, nè. Ghê hồn không? Quá trời. Hôm nay cái đám mưa này cũng dữ lắm à. Mưa lầm gầm à. Dèm cờ với hến quá trời quá đất luôn bạn ơi. Ba mà nó còn tiếc nữa đó, chưa chịu nghỉ, không còn mò thêm mớ nữa kìa. Cái này chắc lúc mình trụng này thì mình trụng chung được mà phải không? Lúc mình luộc á, nó thịt á. Nó lựa ra. Không, ý là dẹm cờ phải gỡ ra cá bóng. Nãy phù mò dính thêm cá bóng nó mới ghê chứ. Ghê. Ghê thiệt, ghê thiệt. Dưới quê vậy bạn chịu khó xíu là thôi. Khỏi đỡ tốn tiền chợ. Đây là thành quả ba cho con nè. Mới xíu mà bạn coi ghê ồn không. Tính ra khoảng 40 phút á.
mà nhạn bữa nay ba cha con mình chủ yếu là mò hến nhiều á, chứ nếu mà mò giậm cờ này thôi nửa tiếng thôi là nguyên cái thao bự rồi, bảo đảm bạn luôn bị đầy nhóc luôn. Hến còn nào đấy mập mập ngon ha, giậm cờ còn mấy giậm cờ mình đi mà mình cái chân á nó nhám cờ luôn, nó cắt viên chân ghê luôn á, bén lắm cái ngạnh này nè, ngư chứ nó nằm dê chứ, mà nó khôn quá nằm phía ngoài hơi nhiều, bên trong là đa số là hến trong bờ á, quá trời luôn. Để hồi Út Thu chiều cái gì á, Út Thu xử lý rồi, bây giờ cũng tầm 1-2 giờ chiều rồi, để chiều Út Thu xử lý nó mấy con này như thế nào đây, không biết là xào hành hay là cú bánh chén hay là như thế nào không biết nữa. Đây là mấy con hến nè, ba cha con mình mới mò lên đó. Ủa bạn coi nè, hến con nào nấy mập ù ù. Còn mà giậm cờ là ở ngoài kia nữa đó, này chỉ mới là hến thôi. Khui khui đó, bắt đầu hến nó nổi lên nè. Cái này mình phải chụm lửa cho nó lớn lên, cho mấy con hến nó nổi lên nó sôi không. Con nào nấy mập ù ù không. Hến này thì hồi xào hành, còn nước hến á tận dụng lại mình nấu canh bông bí. Nước hến này các bạn nấu canh bông bí đồ này nọ hay canh bầu á ăn ngon lắm, ngọt ngay à. Hến mập ghê. Chủ yếu mấy đầu ba cha con định đi mò giậm cờ thôi mà ai ngờ đâu hến quá trời hến luôn. Mò mê luôn. Cái đó mình có cái cào hến rồi, cào giả mang nữa. Mò tay thôi mà quá trời quá đất. Giậm cờ thì thôi khỏi nói rồi. Thấy hến mê quá nên bắt ít giậm cờ, chủ yếu bắt hến. Chứ hồi mình nếu mà mò giậm cờ thôi thôi kinh khủng lắm. Thù giấc lia lịa. Tay làm lia lịa hơn. Đây. Hôm bữa đi mua ký hến này nhiêu tiền thôi? Hến nhất rồi nè. 1 ký. Ừ. Ký tới trăm mấy lận. Ủa, trăm mấy chục ngàn một ký mà hến nhất rồi. Có mấy trăm à. Hến mặt lù. Còn như hến chưa vớt như mười mấy ngàn ký thì phải. Giờ mình chuẩn bị xào nó thôi. Để tỏi vô thơm. Mùi thơm khó cưỡng. Mình ăn hến với giậm cờ này, mấy bạn nào bao tử mạnh nó đều ăn nha, chứ yếu là ăn hơi nguy hiểm à. Nhìn hấp dẫn cái bộ. Đó. Đây cũng có mấy con dẹm trong đây nữa nè. Nè. Còn nhiêu đây không có hơn nửa ký hả đâu. Nè nó nửa ký cho lên nè. Ừ. Tính luôn dẹm cho cậu cái gửi 2 ký à. Cái này hồi chấm nước tương ớt thôi. Tương nước tương để ớt cho mới ngon. Teo hết là không được. Để tí cần lo à. Thật phải nói là cần lo. Cái quạng hủ lộn luôn, bây giờ tao phải phát âm chuẩn tiếng Anh là cần lo. Tí bột ngọt. Xíu nước mắm. Giờ bắt đầu để hành lá vô. Hành lá nó nhiều chứ không hồi xào lên nó bị xèo rồi á. Xẹp lép vậy, hồi đấy hồi nó xèo nó xẹp ừ. Nó teo lại. Cái này là hết nồi cơm luôn các bạn, mấy món dân giả gì chứ ăn mới ngon. Món là phải làm nhanh tay nhanh tay. Món xào lâu quá nó bị tốt lại á.
Nó gọi là teo lại. Đúng rồi. Ăn nó sẽ không có ngon. Cho anh 20 điểm. Đó. Nhiều lắm á. Bắt có tí xíu gì vậy? Ủy xong mình nhận cờ thôi, bao la luôn, tại không mò thôi bạn. Tại nhà mình nói chung thích ăn hến hơn. Thôi cái này cũng bánh chén. Cái này cũng bánh chén cũng rất là ngon. Nhưng mà nhà mình sẵn dịp ăn cơm nè, thôi nấu ăn luôn. Trong hồi cái này bạn có bánh chén này cũng rất là ngon. Hành chín chín, nhà không có ăn hành chín, hành sống. Mình sợ cho chín chín chứ. Vậy là xong. Chín rồi, chín rồi, ăn thôi, ăn thôi. Được một món, được một món. Rồi đợi nấu canh nữa là xong. Vậy là xong bữa cơm gia đình. Nồi canh cũng vừa xong luôn. Trời ơi, bốc khói. Nồi nước nó bao ngọt luôn. Hấp dẫn chứ bộ. Hết nực cơm, hết nực cơm. Vậy là xong bữa cơm gia đình. Ba cha con bỏ công sức ra chút xíu ha. Thấy là đủ bữa cơm ha. Đã tốn tiền đi chợ bạn ơi. Mình cũng kết thúc chương trình đây ha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Món này bảo đảm bạn luôn hết được cơm là cái chắc.